đoạn kinh clip video với tên thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người do Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên quay video clip và đăng tải trên trang YouTube. Nội dung của đoạn clip này là do luật sư Luân biên soạn, sau đó thì Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên tiến hành cùng những người trong thiền am quay video. Khi quay xong thì thầy Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên đưa đoạn video đã quay cho tôi kiểm tra lại nội dung. Tôi đã thấy thống nhất nội dung và cho thầy Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên đăng trên YouTube năm chú tiểu thiền am bên bài hữu trụ cho mọi người xem. Trong đoạn video clip, tôi có nhớ thầy Nhất Nguyên có nói câu nếu là kết quả là không có đủ cơ sở để mà cáo buộc tội xâm phạm gia tư bất hợp pháp thì là một sự việc bỏ lọt tội phạm trầm trọng chứ không phải không. Còn Trùng Dương nói cái này là bao che tội phạm thì cái phạm pháp này là ai ai cũng nhìn thấy. Vào ngày 2/7/2019 trên mạng YouTube năm chú tiểu thiền am và vũ trụ có đăng tải đoạn video clip người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày 1 Tết do Hoàng Nguyên và Đức Nguyên đăng và trực tiếp quay video clip. Trong đó bà Phúc chuẩn bị đồ quần áo hậu vàng cho tôi mặc. Sau khi mặc xong thì tôi ngồi trước bàn thờ và lưu hương để những người trong thiền am quỳ lại thắp nhang. Trong lúc lại cô dân có nói kính lại đức thầy bổ sư giáo chủ giải thoát hiện sinh truyền đạo hồng lạc dân du. Sau khi quay xong thì Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên đưa lại cho tôi xem qua điện thoại. Tôi thấy được thì cho đăng YouTube năm chú tiểu cho nhiều người xem. Mục đích tôi kêu quay các đoạn video clip trên là và đăng trên các trang YouTube là để cho tất cả mọi người trong và ngoài nước biết đến mà xem. Hỏi bị can cho biết vai trò nhiệm vụ của từng người trong hộ của bà Cúc, ai là người phân công vai trò nhiệm vụ. Đáp, tôi xác định những người trong thiền am đều do tôi phân công nhiệm vụ, từng người đều có nhiệm vụ riêng. Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương thì có nhiệm vụ tập hát, làm video clip để đăng YouTube. Huyền Trân, Kỳ Duyên, Ngọc Linh, Kim Sưng cũng ca hát, làm video clip và chăm sóc năm chú tiểu. Nhất Đệ có nhiệm vụ nuôi cá, buôn bán rau củ quả. Hỏi bị can cam đoan lời ca chứ mình đúng không? Tôi cam đoan lời ca trên là đúng sự thật. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời ca của mình. Về cái ý kiến của dòng tiên sinh là có một tình trạng sức khỏe lại tình trạng sức khỏe yếu bớt, sửa lại tình trạng sức khỏe yếu chỉ nghe và trả lời bằng cảm tính chứ không phải theo suy nghĩ. Câu hai là sửa lại thành hiện tại tôi không có luật sư, sau này nếu có luật sư tôi sẽ nhờ luật sư trợ giúp. Câu năm sửa lại câu quyền trước mặt tôi sửa lại thành quyền trước mặt Đức Phật là người giúp hộ và nhập luật sư. Biên bản lấy lời khai của bà Cao Thị Cúc vào ngày 5/1/2022 và tiến hành lấy lời khai bà Cao Thị Cúc trong chú quán tại ấp Lập Thành, xã Bạc Cánh Tay, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hỏi và đáp, hỏi bà Cúc cho biết hiện nay tình trạng sức khỏe của bà như thế nào. Đáp, hiện nay tình trạng sức khỏe của tôi vẫn bình thường, đảm bảo khả năng nhận thức trả lời các câu hỏi của cơ quan công an. Hỏi những lời khai của bà trước đây tại cơ quan công an như thế nào. Đó, những lời khai của tôi trước đây tại cơ quan công an là đúng sự thật, do tự nguyện tôi khai, không có ai ép buộc đánh đập tôi cả. Hỏi tại đoạn clip năm chú tiểu phần 2, người lớn mừng tuổi thầy ông nội vào ngày 1 Tết đăng ngày 2/7/2019 là người đã hành lễ với ông Lê Tùng Dân, ai là đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lại đức thầy bổn sư giáo chủ giải thoát hiện sinh tiền đạt hồng gặp dân du. Mục đích để làm gì? Đã phía đó, cơ quan công an cho tôi xem lại đoạn clip trên. Tôi xác định người đã đọc câu niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lại đức thầy bổn sư giáo chủ giải thoát
tiền sinh, tiền đạo, tàu lạc dân du là do bà Lê Phương Dân nêu. Khi đọc câu đó thì tôi dân tám xuân đang chắp tay quỳ lại chúc Tết thầy Lê Phương Dân. Khi đó bốn chúng tôi đã đốt nhang cắm vào lư hương trước mặt thầy Dân, mục đích là để chúc Tết thầy Lê Phương Dân. Hỏi mục đích và lập số tài khoản ngân hàng số 063 100 04 880 ngân hàng Việt Trung Bang để làm gì? Đáp, tôi lập tài khoản trên đưa vào năm rồi, mục đích để giao dịch làm ăn cho thuận lợi. Hỏi, và có sử dụng số tài khoản trên để tiếp nhận tiền tài trợ từ mạnh thường quân hay không? Đáp, tôi có sử dụng số tài khoản trên để cho các mạnh thường quân chuyển tiền vào, chuyển bao nhiêu lần tôi không nhớ, cũng không nhớ rõ số tiền được chuyển vào là bao nhiêu. Khi có tiền tôi xuống ngân hàng Việt Công Banh chi nhánh nước Hòa rút tiền. Tất cả số tiền mạnh thường quân chuyển vào tài khoản hay tài trợ trực tiếp tôi đều sử dụng vào việc chi tiêu cho tiền ăn cho các chú tiểu đi học. Hỏi, việc sử dụng các trang mạng để đăng các ảnh hoạt động sinh hoạt của tỉnh thất Bồng Lai là ai hiện nay là tiền ăn trên bầu vũ trụ có bằng bạc không, những ai tham gia bằng bạc, việc đăng trên các trang mạng về hình ảnh sinh hoạt đoạn clip về các hoạt động của tỉnh thất Bồng Lai hiện nay là tiền ăn bầu vũ trụ có sự bằng bạc đồng ý của thầy Dân, tôi Hoàng Nguyên Nhất Nguyên và được phép của thầy Dân. Hỏi, ai là người lập các trang mạng đó? Đáp, tôi biết là Hoàng Nguyên Nhất Nguyên lập trang mạng quay clip về hoạt động của tỉnh thất, còn Nhị Nguyên thì làm phim thường các và đều được các bài đều được đăng trên YouTube. Hỏi, ai là người đứng ra đại diện ký với công ty Điền Quân? Đáp, tôi không nhớ rõ là tôi hay thầy Dân ký, nhưng tôi xác định diện ký với công ty Điền Quân chỉ do tôi hoặc là thầy Dân ký thôi. Hỏi, thu nhập từ việc ký hợp đồng như trên được bao nhiêu? Đáp, công ty Điền Quân chỉ chi trả tiền thầy giải của năm chú tiểu giải tiền thưởng giải của năm chú tiểu, còn khi lên YouTube được xem nhiều thì là được nhiều thì được nhiều tiền. Hỏi, khi đăng clip hoặc đăng ký với công ty Điền Quân là tỉnh thất Bồng Lai xác định năm chú tiểu có cha mẹ hay không? Đáp, khi đăng ký thi thất thất danh hài chúng tôi có đưa ra giấy khai sinh của năm chú tiểu là Nhi Tâm, Trí Tâm, Pháp Tâm, Minh Tâm, Ngọc Tâm, nên khi làm giấy khai sinh để cho các cháu sau này đi học tại tỉnh thất Bồng Lai cho người đứng ra đại diện làm mẹ đỡ đầu cho một cháu. Hỏi, lời khai trên của bà như thế nào? Đáp, lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Bổ sung, số tài khoản của tôi chỉ nhận từ người quen. Việc đăng tải trên clip trên năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ thầy Lê Trường Dân không biết. Biên bản lấy lời khai của Trương Ngọc Toàn ngày 28/1/2012 nơi cư trú tại 101 Quỳnh Dân Nhất, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Hỏi và đáp, hỏi ông Toàn cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại. Đáp, hiện tại sức khỏe của tôi bình thường, đã minh mẫn tỉnh táo để làm việc với cơ quan công an. Hỏi, ông Toàn cho biết được làm gì ở đâu? Đáp, pháp danh của tôi là Hòa Thượng Thích Minh Thiện, hiện tôi là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và là người chủ trì chùa Thiên Châu. Hỏi, ông Toàn trình bày tố giác của ông đối với nhóm người tại tỉnh thất Bồng Lai nay là Thiền Am Thanh Bình bên bờ vũ trụ thuộc hộ bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960, ngụ tại ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Hòa, tỉnh Long An. Đã thông qua các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, tôi phát hiện nhóm người sinh sống tại tỉnh thất Bồng Lai nay đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ do Lê Tùng Dân sinh năm 1972 đứng đầu, có nhiều lời lẽ cử chỉ hành động được thể hiện qua các video clip, bài viết đăng tải trên mạng xã hội có nội dung xúc phạm uy tín của Phật giáo, xuyên tạc bôi nhọ tổ chức Phật giáo nói chung và bản thân tôi cùng các tăng ni Phật tử nói riêng. Ngoài ra họ còn lợi dụng các hình thức sinh hoạt Phật giáo như
cạo đầu mặc đồ nâu, tự xưng hòa thượng, thầy chú tiểu, thờ nhiều tượng Phật Bồ Tát, làm lễ quy y xuất gia để dẫn dắt các tín đồ nhẹ dạ cả tin nhằm mục đích là trục lợi. Hành vi của họ gây ảnh hưởng xấu đến Phật giáo Việt Nam, gây hoang mang, mất nhiều mất niềm tin vào Phật giáo của quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín vị thế của Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng Phật giáo thế giới. Hỏi ông Toàn cho biết nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai nay là Tiền An Ninh Bằng Vũ Trụ thực hiện những hành vi trên thông qua các trang mạng xã hội và tài khoản mạng xã hội thế nào? Đã, họ thường xuyên đăng tải các video clip với nội dung như trên lên mạng xã hội YouTube. Có rất nhiều người sử dụng, họ sử dụng kênh YouTube tên Lâm Chú Tiểu Tiền An Ninh Bằng Vũ Trụ điện. Chú trụ hiện tại kênh của họ có trên 2 triệu lượt người đăng ký, đồng thời họ còn sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook như Lâm Chú Tiểu Tiền An Ninh Bờ. Để đăng tải du lịch và bài viết, hỏi ông còn cho biết sự việc trên gây ảnh hưởng thế nào đến bản thân ông nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Qua sự việc trên, tôi thấy hành vi của nhóm người tại Tiền An bên bờ vũ trụ mà đứng đầu là ông Lê Tùng Vân gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tôi nói riêng và giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Qua sự việc trên, ông còn yêu cầu thế nào? Qua những hành vi của ông Lê Tùng Vân và nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai nay là Tiền An bên bờ vũ trụ thuộc hộ và Cao Thị Cúc sinh năm 1960 tại ấp Long Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Hòa Long An, bản thân tôi đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý hành vi của nhóm người theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc họ gỡ bỏ những video clip và viết công chúng trên mạng xã hội và chấm dứt hành vi vi phạm của mình. Hỏi ông còn cam đoan lời khai của trên như thế nào? Đáp, tôi cam đoan lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Nếu khai sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Biên bản lấy lời khai của ông Trần Ngọc Thảo vào ngày 4/4/2022 tại cơ quan điều tra công an tỉnh Long An. Hỏi và đáp, hỏi ông hãy cho biết tình trạng sức khỏe hiện nay. Đáp, sức khỏe của tôi bình thường, đủ minh mẫn để nghe và trả lời những câu hỏi cơ quan điều tra. Hỏi trong quá trình điều tra, bị can Lê Thanh Hoàng Nguyên cho rằng việc bị can có câu nói ông nhập từ ngu như bò trong video clip ghi tâm chứng minh sự thật bịt mắt đọc lào 541 câu kinh tỉnh bơ là do ông có lời nói xúc phạm bị can Hoàng Nguyên và những người trong hộ Hoàng Phúc sinh năm 1960 đăng ký thường trú số 191A ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Hòa, tỉnh Long An là giả chùa, giả sư, giả tu. Ông cho biết sự việc trên như thế nào? Đáp, tôi không nhớ rõ thời gian chính xác là khi nào. Khi tôi lên mạng xã hội xem các video clip do những người trong hộ Hoàng Phúc có thông tin như trên, thường gọi là tỉnh Thất Bồng Lai, sau này đổi tên thành Tiền An Hội Trụ, dàn dựng và đăng trên mạng xã hội YouTube có nội dung không đúng sự thật, xúc phạm Phật giáo, nên tôi có lên mạng xã hội khuyên họ nếu họ tự xưng mình là người tu thì phải theo đúng quy trình của giáo hội Phật giáo, nếu không đúng quy trình của giáo hội Phật giáo thì không nên tự xưng là tu sĩ. Họ tự xưng là chùa, là tu sĩ là không đúng. Tôi chỉ khuyên họ tu đúng theo đúng thôi, không có ý định và cũng không có mục đích để xúc phạm gì giữa tôi và họ, không có mâu thuẫn gì. Đã từ trước đến nay ông có gặp gỡ những người trong tỉnh Thất Bồng Lai ra Tiền An bên bờ vũ trụ không? Do thời gian xảy ra đã lâu, mỗi ngày tôi phải đi tiếp xúc với nhiều người nên tôi không rõ. Ông có cam đoan lời trình bày của ông như thế nào? Đáp, tôi cam đoan lời trình bày của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Biên bản lấy lời khai ngày 5/1/2022 là lấy lời khai Lê Thanh Nhất Lệ đăng ký ở ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Hòa, tỉnh Long An. Hỏi và đáp hỏi anh cho biết tình trạng sức khỏe của anh hiện tại như thế nào? Đó, tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay bình thường, đảm bảo nhận thức trả lời các câu hỏi của cơ quan công an. Anh trình bày cho biết hiện nay anh làm gì ở đâu?
ở tuần ai, tuần thời gian nào đó. Và năm 1918, sư phụ tôi là ông Lê Tùng Vân dẫn tôi là nhất tại Cao Thị Cúc, kể cả Lê Võ Thị Tám, Võ Thị Tiết Xuân, Lê Thanh Minh Trực, Nguyễn Thị Nga, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên, Dòng Kim Hoa, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Mẫu Nghi, Lê Thanh Quốc Trung, Lê Thanh Minh Triết, Ngọc Tâm, Pháp Tâm, Đức Tâm, Dòng Kim Xuân. Giờ nhà từ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đến nhà do bà Cao Thị Cúc mua lại cho chúng tôi ở tại đây là ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sống tại đây lúc này sư phụ Tùng Dân đem theo bàn thờ Phật và đặt vào bàn thờ Phật và lấy tên là Tịnh Thất Bồng Lai, nhưng tôi không có đăng ký tạm trú tại đây. Tại đây chúng tôi chỉ để ở. Tại đây tôi làm nhiệm vụ là chở đầu cá chết tại các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh đem về nuôi cá ở xã Phạm Văn Hai. Nhưng đến năm 2019 do cuộc thi thách thức danh hài muốn mời lên, nên tôi cùng các thầy trong tỉnh thất làm video nên là không đi lấy đầu cá nữa. Sau đó có thêm Bùi Ngọc Trâm, Phúc Tâm, Sơn Tâm, Hải Tâm và một bé gái 4 tháng tuổi tên thường gọi là Thơm. Hiện tại chúng tôi đang sống tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Hòa, tỉnh Long An. Hỏi anh cho biết tại hộ bà Cao Thị Cúc nói anh đang sống có phải là chùa Tịnh Thất không? Có được giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận không? Có được nhận trẻ một con không? Đó. Tại hội Hòa Cao Thị Phúc thuộc ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi tôi sống không phải là chùa hay tỉnh thất gì. Chúng tôi không được giáo hội Phật giáo công nhận. Chúng tôi chỉ tu tại nhà. Tại đây tôi không biết có được nuôi trẻ một con hay không, vì tôi không biết được có giấy chứng nuôi trẻ một tôi hay không, vì tôi không phải là chủ hộ và không có quyền gì trong hộ này, nên tôi không biết. Bởi vì chúng tôi là một ngôi nhà riêng, không gia nhập giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên không chịu sự quản lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hỏi anh cho biết tại hộ bà Cao Thị Cúc có phải là đại trẻ một con không đó? Tôi xác nhận tại hộ bà Cao Thị Cúc nơi tôi sinh sống không phải là đại trẻ một con. Hỏi anh cho biết các tài khoản xã hội là Zalo, Facebook và YouTube của anh là người từng là người trong hộ bà Cúc phải không? Đó. Tôi sử dụng email để đăng nhập Facebook lấy tên nhất tệ và ứng dụng trên YouTube, nhưng tôi không đăng tải bất kỳ nội dung gì trên đó. Còn những Facebook, YouTube của những người khác thì tôi không biết. Hỏi anh cho biết tài khoản YouTube 5 chú tiểu thì Nam Minh Bằng Vũ Trụ là của ai, ai đăng tải và cắt clip trên lên đó? Tôi biết tài khoản YouTube 5 chú tiểu thì Nga Minh Bằng Vũ Trụ là do Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Diện Nguyên tạo ra và quản lý. Hỏi anh cho biết đoạn video 5 chú tiểu phần 2 người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày 1 Tết là do ai tạo dựng, ai ghi hình giọng nói của ai, ai đăng trên YouTube vào thời gian nào? Đã sau khi xem đoạn clip trên tôi nghe giọng nói giới thiệu trong clip là của Lê Thanh Hoàng Nguyên, do Hoàng Nguyên nói trong đoạn clip trên là buổi mừng Tết tại hộ nhà bà Cao Thị Cúc. Ngoài ra không có ai dàn dựng, ai là người cầm máy quay thì tôi
không biết, clip lên do ai đăng trên YouTube tôi cũng không biết. Tại đoạn phút 2 phút 29 giây đến 2 phút 40 giây trong clip thì mà Lê Trung Dân có nói kính lại thầy Bổn Sư Giáo Chủ Giải Thoát Thiện Sinh truyền đạo Hồng Lạc Dân Du là nói về Phật Thích Ca, hai người nào khác tôi không biết. Hỏi anh cho biết đoạn video phim Tết Phật truyền đạo tập bọn phiên bản năm chú tiểu siêu dễ thương do ai dàn dựng, ai đăng? Đáp: phim trên là do Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên dàn dựng và làm nội dung cho các chú tiểu tại họ Hòa cúc đóng để quay clip này do Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên quản lý và tự đăng, tôi không biết chính xác là ai đăng. Hỏi anh cho biết đoạn video phim Tết Phật truyền đạo tập 2 phiên bản năm chú tiểu do ai dàn dựng, ai đăng? Đoạn clip trên là do Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên dàn dựng và quay các chú tiểu sống tại hộ nhà bà Cao Thị Cúc. Đoạn clip trên là do Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên quản lý nên ai đăng tôi không biết. Hỏi anh cho biết đoạn video Thiền An chính thức lên tiếng do ai dàn dựng, ai đăng lên? Đoạn clip trên tôi không biết ai dàn dựng, do Pháp Tâm và Minh Tâm nói và không biết ai đăng trên kênh YouTube năm chú tiểu Thiền An bên bờ vũ trụ, nhưng tôi biết kênh YouTube này là do Lê Thanh Hoàng Nguyên và Thê Thanh Nhất Nguyên quản lý và tạo ra. Hỏi anh cho biết đoạn video là thông báo khẩn cấp kết quả vụ 50 người do ai quay, ai đóng, ai đăng? Đoạn clip trên là do Lê Thanh Huyền Trân quay, chúng tôi tại Thiền An bên bờ vũ trụ nói về sự việc 50 người xâm vào chỗ chúng tôi tìm Diễm My. Trong đoạn clip trên tôi không nói gì hết, chỉ có Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Đức Nguyên, Lê Thanh Diễm Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương và thầy Lê Tùng Dân nói trong đoạn clip. Đoạn clip trên ai đăng tôi không biết. Hỏi anh cho biết đoạn clip năm chú tiểu quá sốc, điều điềm báo trước khi đăng phim bom tấn là ai quay, ai đăng? Đoạn clip trên là do Lê Thanh Nhất Quyên quay với Pháp Tâm nói về Hoa U Đàm nở tại chính điện, nhưng ai đăng thì tôi không biết. Hỏi anh cho biết đoạn phim hài chiếu rạp mùa dịch năm 2021 dùng đất quyền quý năm chú tiểu thách thức danh hài do ai định, ai quay và đăng? Đáp: tôi không biết đoạn phim trên là ai quay và viết kịch bản, nhưng tôi biết giọng nói trong phim là của Lê Thanh Nhất Quyên. Những người đóng trong phim là Pháp Tâm, Ngọc Tâm, Lý Tâm, Minh Tâm, Quy Tâm, Phúc Tâm, Đức Tâm là những đứa trẻ đang sống với chúng tôi tại họ Hòa Cúc. Tôi không biết ai đăng lên kênh năm chú tiểu Thiền An bên bờ vũ trụ trên kênh YouTube do là Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên quản lý. Hỏi anh cho biết tài khoản YouTube Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên do ai ai quản lý? Tài khoản YouTube Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official là của Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên. Tôi không tham gia vào tài khoản này. Anh cho biết tài khoản Facebook năm chú tiểu Thiền An bên bờ vũ trụ là của ai quản lý? Đáp: tài khoản Facebook năm chú tiểu Thiền An bên bờ vũ trụ là do Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên tạo dựng và có mật khẩu tạo ra và có mật khẩu. Tôi không có mật khẩu tài khoản này. Anh cho biết tài khoản Facebook của Nhị Nguyên thì năm cộng vũ trụ là của ai? Đáp: tài khoản Facebook Nhị Nguyên thì năm cộng vũ trụ là của Lê Thanh Nhị Nguyên. Anh cho biết những đứa trẻ tại hộ và Cao Thị Cúc là con của ai, có phải trẻ một con không? Đáp: tôi không biết những đứa trẻ tại hộ và Cúc là sống chung với tôi là con của ai, nhưng những đứa trẻ này là trẻ mồ côi được các cô sống tại hộ bà Cao Thị Cúc đứng tên là mẹ trong giấy tờ do ai quản lý giấy tờ thì tôi không rõ. Hỏi anh trình bày lời khai trên như thế nào, anh có cam đoan không?
lời khai của trên là đúng, là hoàn toàn đúng. Biên bản lấy lời khai của Lê Thanh Quỳnh Trân tại ấp Quận Tàng xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hỏi bà đáp hỏi tình trạng sức khỏe hiện tại của chị như thế nào. Đáp sức khỏe của tôi bình thường, tinh thần ổn định, đủ khả năng trả lời chính xác các câu hỏi của cán bộ điều tra. Hỏi hiện tại chị đang ở đâu, làm gì? Làm gì từ thời gian nào? Đáp tôi hiện tại ở tại cơ sở tu tại gia có tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, do bà Cao Thị Phúc đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tôi đã phụ giúp việc nuôi dưỡng những đứa trẻ còn tôi đến giờ, đến vào thời gian nào thì tôi không nhớ rõ năm nào. Hỏi trong hộ của bà Cao Thị Phúc hiện nay có bao nhiêu người sinh sống, mối quan hệ của từng người, vai trò nhiệm vụ của từng người khác. Trong hộ của bà Phúc có những người gồm Lê, Trần Dân, mọi người còn gọi là sư phụ, cô Phúc, cô Tám, cô Sư nấu ăn, Kim Xuân là thư ký riêng chăm sóc sư phụ, tôi Lê Thanh Quỳnh Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên, dòng Kim Hoa, Bùi Ngọc Trâm có nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nghị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhất Tệ, không nắm rõ công việc của từng người. Trùng Dương và Nhất Tệ buôn bán rau, còn Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Nghị Nguyên làm nghề gì tôi không rõ. Về mối quan hệ khi tôi lớn thì tôi đã kêu ông Trùng Dân bằng sư phụ, các cô, các thầy lớn ở đó cũng sống chung với nhau, nhưng tôi không biết rõ mối quan hệ như thế nào. Riêng các em nhỏ do người ta cho có khi cho ở bệnh viện, mỗi một em nhỏ đều được một cô làm giấy nhận con nuôi, cụ thể bé nào là con nuôi của cô nào thì tôi không rõ. Hỏi tại hộ của bà Cao Thị Phúc có phải là chùa hay tỉnh thất không, có được giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận không? Đáp tại hộ bà Cao Thị Phúc chỉ là cơ sở tu tại gia chứ không phải chùa hay tỉnh thất, còn có được giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận thì tôi không biết. Hỏi cơ sở có được sự nuôi trẻ mồ côi không? Đáp tôi không biết rõ cơ sở có được nhận nuôi trẻ mồ côi không. Chị hãy cung cấp tài khoản mạng xã hội radio Zalo, Facebook, YouTube của từng người trong cơ sở. Đáp tôi không sử dụng mạng xã hội Zalo, YouTube, chỉ sử dụng Facebook cho tên là Quỳnh Trân. Tài khoản của những người ở chung tôi không biết. Tài khoản Facebook thường lấy hai tên cuối của người, còn tài khoản YouTube thì tôi không xác định được ai tạo ra. Hỏi trong đoạn video clip thông báo khẩn cấp kết quả 50 người, trong kết quả khoảng 50 người có thời lượng là 46 phút 5 giây ngày 1 tháng 2 năm 2020, từ đoạn phút 13 đến 5 giây thì ai là người nói? Đây là một sự việc bỏ lọt tội phạm trầm trọng, bao che tội phạm. Đáp Nhất Nguyên là người ngồi thứ ba từ bên phải sang là người nói câu. Đây là một sự việc bỏ lọt tội phạm trầm trọng. Thì Tùng Dương là người nói câu, bao che tội phạm. Hỏi đoạn video clip 50 tiểu là trực tiếp ghi tâm chứng minh sự thật bịt mắt tập đoàn Lào 541 câu tinh tỉnh bơ. Thời lượng là 1:43:05, từ độ phút 356 30 giây. Người có nói, có lời nói là nói cái âm nhất từ ngu du bò là ai đăng tải, ai đạo diễn. Đó, tôi không biết cụ thể là ai đăng tải và ai đạo diễn. Hỏi đoạn clip cầu cứu gấp tỉnh thất phụ lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an, có thời lượng là 13:37 ngày 13/12/19, từ đoạn phút 3:30 trở đi có lời nói là yêu cầu công an trả Diễm My ra đây, mấy anh bắt cóc Diễm My vậy rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi là ai nói?
người nói đoạn trên là giọng nói của Nhất Nguyên. Chị cam đoan lời khai trên như thế nào? Đáp, tôi cam đoan lời khai trên của tôi là đúng, đúng, tự nguyện khai báo trong quá trình làm việc, không bị lực lượng công an đánh đập ép cung, tôi không bị xúc phạm danh dự. Lê Thị Trân. Biên bản lấy lời khai Lê Thanh Kỳ Duyên tại địa chỉ cư trú số 191A, ấp Lộc Thành, xã Lộc Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hỏi và đáp. Hỏi, chị hãy cho biết tình trạng sức khỏe hiện nay thế nào? Đáp, tôi sức khỏe bình thường, đủ minh bạch để nghe và trả lời câu hỏi của cơ quan điều tra. Hỏi, chị hãy cho biết lý do cơ quan điều tra mời làm việc. Đáp, tôi bị cơ quan điều tra mời làm việc vì có liên quan đến việc Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hỏi, chị hãy trình bày lại diễn biến sự việc. Vào khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên sử dụng xe ô tô 4 chỗ không rõ biển số ở Thiền An bên bờ vũ trụ chở tôi cùng với cô Lê Thu Dân mẹ trên Lê Thu Dân mẹ trên giấy khai sinh đi khám bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực ấp 3A xã Hữu Thạnh huyện Đức Hòa thì Nhất Nguyên nói có việc sao. Có Nhất Nguyên ghé vào một quán cà phê bên đường, do bị che khuất nên tôi không rõ Nhất Nguyên ngồi nói chuyện với ai. Một lát sau thì có công an đến mời tôi và cô Lê Thu Dân về trụ sở công an huyện Đức Hòa làm việc. Hỏi, chị hãy cho biết hiện tại chị sinh sống ở đâu, là gì đó. Tôi hiện đang sống tại địa chỉ số 191A, ấp Lộc Thành, xã Lộc Thành Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nơi đó là Thiền Nam nhân bằng vũ trụ. Tôi sống tại đây để tu tại gia và giữ trẻ. Tôi không rõ đã chuyển đến đây vào thời gian nào. Trước đây tôi cùng với những người trong Thiền Nam từ tỉnh Lộ 10 ở huyện Bình Chánh mới chuyển về. Hỏi, chị có mối quan hệ thế nào đối với bà Cao Thị Phúc sinh năm 1960 tại địa chỉ số 191A, ấp Lộc Thành, xã Lộc Thành Tây, huyện Đức Hòa? Đáp, tôi đang cùng sống chung với bà Cao Thị Phúc tại địa chỉ trên. Tôi kêu bà Phúc là cô vì bà Phúc đã nuôi tôi từ nuôi tôi lớn từ nhỏ. Vì sao tại địa chỉ số 191A, ấp Lộc Thành, xã Lộc Thành Tây, huyện Đức Hòa lại gọi là Thiền Nam bên bờ vũ trụ? Ở nơi này có phải là cơ sở thờ tự được giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận không? Đáp, ban đầu nơi đây ở có tên là tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền Nam bên bờ vũ trụ. Tôi không rõ lý do vì sao lại đổi tên như vậy, vì ông Lê Tùng Vân là người quyết định nơi này không được giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận, vì tôi và những người ở cùng Thiền Nam không phải là tu sĩ mà chỉ là người tu tại gia, không được giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận. Hỏi, chị hãy cho biết hiện đang sử dụng số điện thoại nào, có sử dụng mạng xã hội không? Đáp, tôi đang sử dụng mạng xã hội Facebook trên tên là Kỳ Duyên, được đăng ký đầu số điện thoại của tôi là 0777945227. Số này cũng đang sử dụng để liên lạc. Hỏi, chị hãy cho biết những tài khoản mạng xã hội của Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, các tài khoản YouTube năm chú tiểu Thiền Nam bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên và Mỹ Nguyên Phát Xô, và tài khoản Facebook năm chú tiểu Thiền Nam bên bờ vũ trụ do ai sử dụng. Đáp, tôi không nhớ rõ tài khoản mạng xã hội của Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, nhưng các tài khoản YouTube năm chú tiểu Thiền Nam bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên và Mỹ Nguyên Phát Xô là tài khoản Facebook, và tài khoản Facebook năm chú tiểu bên Thiền Nam vũ trụ là do Lê Thanh Nhất Nguyên hoặc Lê Thanh Hoàng Nguyên sử dụng. Họ sử dụng các tài khoản này để đăng tải các video clip liên quan đến âm nhạc và những đứa trẻ tại Thiền Nam bên bờ vũ trụ. Hỏi, nếu cơ quan xem, cơ quan điều tra cho chị xem lại các video clip có hình ảnh và giọng nói của Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên, chị thể hiện ra hình ảnh và giọng nói của họ không? Đáp, nếu được xem lại thì tôi có thể nhận ra hình ảnh và giọng nói của Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên. Đến chính, tôi sẽ đính chính nội dung là tôi và những người trong Thiền Nam bên bờ vũ trụ không gia nhập vào giáo hội Phật giáo Việt Nam. Biên bản lấy lời khai của dòng Kim Hoa tại ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hỏi, cô cho biết sức khỏe hiện tại như thế nào? Đã, sức khỏe của tôi bình thường, làm việc được với cơ quan công an. Hỏi, cô cho biết vào ngày 4 tháng 1 năm 2022 cô bị tạm giữ tài sản gì? Đã, tài sản của tôi tạm giữ ngày 4 tháng 1 năm 2022 gồm một điện thoại Samsung Galaxy màu đen, một cái laptop màu đen trên gậy bằng sắt trong phòng của tôi.
Sơn. Đây là tài sản cá nhân tôi mua và thời gian nào cũng không nhớ. Ở ngoài ra có bị tạm giữ tài sản gì không? Đáp tôi không có bị tạm giữ tài sản gì khác. Là cơ quan hỏi cơ quan công an có trả là tài sản sản và một điện thoại Samsung Galaxy, một laptop màu đen. Đáp tôi có ý kiến để cho bà Cao Thị Cúc là chủ hộ nhận lại tài sản của tôi. Hỏi cơ quan chị Cam Bao là khai cho một điểm nào đáp những trình bày của tôi là đúng sự thật. Tôi tự nguyện khai, không bị ai ép buộc đánh đập gì tôi. Biên bản đấy là khai bà Võ Thị Tám tại 191A ấp Long Thành, xã Khánh Tây, huyện Hoàng Hóa. Hỏi về đáp hỏi cô trình bày sức khỏe hiện tại như thế nào. Đáp sức khỏe tôi làm việc được với cơ quan công an, nghe và trả lời được các câu hỏi của cơ quan công an. Hỏi cô cho biết hiện tại cô tạm trú và làm gì ở đâu. Hiện tại tôi tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc, địa chỉ ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và tôi nấu ăn tại đây. Hỏi cô cho biết năm chú tiểu thông báo, trong biết năm chú tiểu thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người sau khi được cơ quan an ninh điều tra cho xem clip. Cô cho biết thời gian làm clip khi nào, ai là người đề xướng làm clip cũng rất đó. Việc này tôi không biết, mắt tôi mà xem clip cũng không thấy rõ những ai trong clip. Hỏi cơ quan, cô cho biết tại đoạn clip trên có ai tham gia, có bàn bạc hay diễn trước không, có phân công và vai trò gì không? Đó, tôi không rõ. Hỏi cô cho biết tại phút 13 năm giây của clip có câu nói là kết quả không đủ cơ sở để mà cáo buộc tội trạng xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Các tội trạng này tức là nay là một sự việc bỏ lọt tội phạm trầm trọng vô cùng chứ không phải là thường. Và tại phút 13:19 giây có câu nó mà có cái bao che tội phạm nữa, cái là hành vi bao che tội phạm nữa là câu nói của những ai, họ nói nhằm mục đích gì. Đáp tôi không xác định được hai câu nói trên do ai nói và cũng không rõ mục đích. Hỏi cô cho biết sau khi được cơ quan an ninh điều tra cho xem clip năm chú tiểu phần 2 người lớn hơn tuổi thầy ông nội ngày 1 Tết, cô xác định thời gian làm clip, ai là người đề xướng làm clip, những ai tham gia trong clip, có bàn bạc phân công vai trò gì không, mục đích đăng clip. Sau khi được cơ quan điều tra cho xem clip năm chú tiểu phần 2 người lớn hơn tuổi thầy ông nội ngày 1 Tết thì tôi không rõ thời gian làm clip, cũng không biết clip trên có được bàn bạc hay không vai trò gì trước không, cũng như không biết đang clip. Cô cho biết tại phút hai số hai phút hai là 2:27 câu nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lại đức thầy Bổn Sư Giáo Chủ Giải Thoát Hiện Sinh truyền đạo Hồng là Hồng Hạc Dương Du Dân Du, là câu nói tại phút số 6, 6 giây kính lại thầy Đức Bổn Sư Giáo Chủ Giải Thoát Hiện Sinh truyền đạo là Hồng Ngạc Dân Du, là do ai nói. Đáp tôi được xem và nghe hai câu nói trên nhưng tôi không xác định được ai là người nói ra hai câu nói trên. Tôi cho biết hiện tại Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Quyền Tranh ở đâu và làm gì. Đáp Lê Thanh, cô cho biết hiện tại Lê Thanh Nhất Tệ và Lê Thanh Quyền Trân hiện ở đâu và làm gì. Đáp Lê Thanh Nhất Tệ và Lê Thanh Quyền Trân hiện đang đi công việc riêng, còn đi đâu thì tôi không rõ, nhưng tôi tối đến thì họ cũng về Tiền An để nghỉ ngơi, có khi 2-3 hôm mới về đây. Hỏi cô Cam Đoan lời khai của mình như thế nào. Đáp những lời khai trên của tôi là đúng sự thật, do tôi tự nguyện khai, không ai đánh đập ép buộc gì. Biên bản lấy lời khai Bùi Ngọc Trâm tại ấp Lộc Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hỏi và đáp hỏi chị cho biết tình trạng sức khỏe của chị hiện tại như thế nào. Đáp tình trạng sức khỏe của tôi ổn định, đủ nhận thức và trả lời những câu hỏi của cơ quan công an. Chị cho biết clip năm chú tiểu thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người được đăng tải trên kênh YouTube năm chú tiểu Thiền Am và Vũ Trụ có chị tham gia không? Chị biết gì về clip trên không? Ai đăng, ai phát tán, ai quay? Đó, tôi không nhớ là tôi có tham gia hay không.
trong clip năm số tiểu tôi thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người, tôi không biết gì về clip trên, tôi không biết ai đăng, tôi không biết ai tạo, ai quay. Chị cho biết clip năm số tiểu còn hai người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày 1 Tết được đăng tải trên kênh YouTube năm số tiểu, thì anh và vũ trụ có sự tham gia của chị hay không? Chị có biết ai quay, ai dựng, ai đăng tải? Đáp: tôi không biết clip năm số tiểu còn hai người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày 1 Tết nên tôi không biết ai đăng, ai quay, ai dựng. Hỏi chị cho biết clip hồi cứu gấp tỉnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an năm số tiểu được đăng tải trên kênh YouTube Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official, chị tham gia không? Ai đăng, ai quay? Đáp: tôi không tham gia và không biết gì về clip hồi cứu gấp tỉnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an năm số tiểu nên tôi không biết ai đăng, ai quay. Hỏi chị cho biết clip phim hài chiếu rạp mùa dịch 2021 dùng đất quyền quý năm chú tiểu thách thức danh hài đăng tải trên kênh YouTube năm chú tiểu tiền an bên ngoài vũ trụ, chị có tham gia, ai quay, ai dựng, ai đăng? Đáp: tôi không nhớ là tôi có tham gia hay không trong clip phim hài chiếu rạp mùa dịch 2021 dùng đất quyền quý năm chú tiểu thách thức danh hài, tôi không biết ai quay, ai đăng, ai dựng. Hỏi chị cho biết clip năm chú tiểu live trực tiếp ghi tâm chứng minh sự thật bịt mắt đọc lào lào 541 câu kinh tỉnh bơ được đăng tải trên YouTube năm chú tiểu thì anh và vũ trụ, chị có tham gia không? Đi ai quay, ai dựng, ai đăng? Không biết clip năm chú tiểu live trực tiếp ghi tâm chứng minh sự thật bịt mắt đọc lào lào 541 câu kinh tỉnh bơ nên tôi không biết ai dựng, ai quay. Chị cho biết lời khai trên của chị nào đáp lời khai trên là đúng? Biên bản lấy lời khai của dòng Kim Sưng số 64 khu 1 ấp 2 xã Phú Vinh huyện Quán Đồng Nai. Hỏi chị cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của chị thế nào? Đáp: bản thân tôi hiện tại sức khỏe bình thường, minh mẫn, tỉnh táo và đảm bảo khả năng nhận thức trả lời các câu hỏi của cơ quan công an. Chị cho biết rõ kênh YouTube năm chú tiểu tiền an với bài vũ trụ, kênh YouTube Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official và trong cá nhân Facebook năm chú tiểu tiền an với bài vũ trụ là do ai đặt ra và hiện do ai quản lý sử dụng đăng tải bài viết video clip? Đáp: kênh YouTube năm chú tiểu tiền an với bài vũ trụ và trang cá nhân Facebook năm chú tiểu tiền an với bài vũ trụ là do các thầy trong Thiền An bên bờ vũ trụ sử dụng để đăng tải video clip và bài viết, còn cụ thể của thầy nào tôi không rõ, tôi cũng không rõ là do ai lập tài khoản trên. Còn kênh YouTube Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Xô là do tôi chưa từng xem và cũng không rõ của ai. Hỏi chị cho biết rõ đoạn video clip thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người thời lượng 46 phút 5 giây đăng tải ngày 1 tháng 12 năm 2020 từ tài khoản YouTube năm chú tiểu thì đang còn vũ trụ ở phút 13 5 giây có lời nói gì do ai trực tiếp nói ra trong đoạn clip, trong đoạn video clip trên là ở phút 13 5 giây tôi thấy thầy Nhất Nguyên có nói đây là một sự việc bỏ lộn tội phạm trầm trọng. Tiếp đến là thầy Trùng Dương có nói bao nhiêu tội phạm? Hỏi chị cho biết rõ đoạn clip video clip năm chú tiểu live trực tiếp nghi tâm chứng minh sự thật tình bắt đặt là lào 541 công tin tỉnh bơ từ lượng 1:43:05 đăng tải ngày 5/8/2021 là từ tài khoản YouTube năm chú tiểu Tiền An bên bờ vũ trụ ở phút 56:30 có lời nói gì do ai trực tiếp nói ra? Đáp: trong đoạn video clip trên phút 56:30 tôi thấy thầy Hoàng Nguyên có nói giáo hội Phật giáo nói tầm bậy thì sư phụ cũng nói cái câu nhật từ ngu như bò. Hỏi chị cho biết sử dụng đoạn video clip cầu cứu gấp tỉnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bịt mắt Diễm My bị bắt cóc bất tích tại đồn công an năm chú tiểu thời lượng là 13:37 ngày 3/12/2019 là tài khoản YouTube Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official ở phút thứ
và 30 giây là lời nói gì do ai trực tiếp nói ra. Đáp trong đoạn video clip trên ở phút thứ 3, 30 giây có lời nói yêu cầu công an trả Diễm My ra đây, mấy anh bắt cóc Diễm My rồi nói mấy anh, rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi. Đó là lời nói của thầy trong thiền an bên bờ vũ trụ nói ra, nhưng tôi không rõ là của ai, do không thấy được mặt người đó. Hỏi chị cho biết rõ đoạn video clip năm chú tiểu thiền an bên bờ vũ trụ phần 2 người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày 1 Tết là mùng Tết ngày 2 tháng 7 năm 2019 tiền thời lượng 18 phút 41 giây được đăng tải trên kênh YouTube năm chú tiểu thiền an bờ vũ trụ có nội dung như thế nào. Đáp đoạn video clip trên được đăng tải có nội dung như sau. Ở phút là 27 giây và phút 2 đến 27 giây đến phút 2 42 giây, ông Lê Tùng Vân mặc áo hậu già ngồi trước bàn thờ và lưu hương để bà Cao Thị Phúc và bà Lê Thị Lê Tùng Vân thắp nhang lại và niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lại đức thầy Bổn Sư Giáo Chủ giải thoát hiện sinh tiền đạo hậu lạc dân du. Ở đoạn 6 phút 6 giây đến 6 phút 13 giây tiếp tục niệm kính lại thầy đức Bổn Sư Giáo Chủ giải thoát hiện sinh tiền đạo hậu dân du. Chị cho biết bài viết trên mạng xã hội Facebook tên Phật Di Lặc Hạ Thế đăng tải ngày 4/11/2021 từ trang Facebook năm chú tiểu Thiền An bên bờ vũ trụ có nội dung gì. Đáp bài viết trên có nội có nói đến việc đặc biệt là ở Thiền An bên bờ vũ trụ Hoa U Đàm đã nở trên một bình cây là nơi Hoa U Đàm mọc nhiều từ trước đến nay. Hỏi chị cho biết rõ đoạn video clip phim hài chiếu rạp mùa dịch năm 2021 vùng đất huyền bí năm chú tiểu thách thức danh hài còn những có những là ai nói gì do ai trực tiếp nói ra. Đáp video clip trên thời lượng là 1:18:21 đăng tải ngày 22/8/2021 từ tài khoản YouTube năm chú tiểu thì ăn và vũ trụ có những lời nói gồm ở 50 phút 50 giây đến 51 phút 12 giây bé Pháp Tâm có nói giả ngày ngày đây là báo gì vậy ha, cái báo nấu láo ăn tiền hại người ta hơi đau mà đọc. Đức Tâm trả lời ở 53 phút 10 giây đến 53 phút 40 giây bé Đức Tâm nói vậy nay ngày lên đây có chuyện gì tính lên mua đất cả có đó theo thì có thể có đem theo thì không ở trên này đất mắt cả ngàn tỷ ha, ý là chưa có vô trong trung tâm đó nghe, ở trong thì mắt tỷ tỷ là mới mua được, mới mua nổi. Ở phút 1, ở phút 1, phút 2 giây đến 1 giờ 2 phút đến 1 giờ 2 phút 14 giây, ông Lê Hồng Dân, thầy ông nội có nói đạo pháp chỉ khuyên người ta đừng làm ác, và nếu người ta làm ác thì không có cái lực nào để trị tội người làm ác đó. Ở phút 1 giờ 2 phút 40 giây đến 1 giờ 2 phút 44, 49 giây, ông Lê Hồng Dân có nói trong tâm hai người đừng suy nghĩ đây là tôn giáo, đây là pháp luật, bỏ cái tôn giáo, bỏ cái pháp luật qua một bên đi. Hỏi chị cho biết lời khai trên như thế nào, cam đoan về lời khai. Đáp lời khai trên của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuyên án đi, cô bác giờ tôi nói rồi, tôi nóng quá. Tôi đã công bố lời khai của bị cáo cũng như là bị hại và bị liên quan. Các bị cáo bị giam hầm xét xử là tham gia xét hỏi. Mời vị đại diện sát ra đây. Tôi làm xét xử, sẽ tham gia xã hội. Thứ nhất là bị sát sẽ hỏi bị cáo nhân viên. Bị cáo